Rồi, ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi video hướng dẫn Revit của Engatech MED. Rồi, ở video hôm trước thì tôi có hướng dẫn giới thiệu review một chút về cái add-in là Avoid Map Class để mình xử lý cái va chạm ha, xử lý va chạm ở trong Revit Map. Va chạm thì có thể va chạm giữa các đối tượng cơ điện với nhau hoặc là va chạm giữa đối tượng cơ điện với đối tượng kiến trúc kết cấu, đúng không? Đó là cách xử lý thì các bạn xử lý bằng cái add-in này. Rồi thì chúng ta đã có add-in này rồi để mình xử lý va chạm rồi. Thì hôm nay tôi sẽ có một cái tip về một cái add-in mới liên quan đến gì? Để mình tìm kiếm va chạm ở trong Revit. Đó, thì để tìm kiếm va chạm ở trong Revit thì các bạn thường nghĩ đến cái gì? Tìm kiếm va chạm ha, thì các bạn thường sẽ nghĩ đến là có thể sử dụng class ở trong Revit hoặc là sử dụng nắp bịt cuộc, đúng không? Thường là chúng ta sử dụng nắp bịt cuộc là chủ yếu ha. Ví dụ như để mà trong Revit thì các bạn vào Manage này, à vào Collaborate này, có là Interferency Check này để mình kiểm tra cái va chạm ở đây ha. Đó, tuy nhiên cái cách này thì nó khá là khó sử dụng, cũng như là việc mình đã làm việc nhóm hay là mình quản lý rất là khó ha, rất là khó để mình xác định va chạm ở trong này. Thì thông thường thì các bạn thường hay sử dụng là công cụ nắp bịt cuộc, đúng không? Nắp bịt cuộc. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái tip add-in ha, vừa mình vừa để mình đã lấy ha, lấy cái thông tin của cái gì, cái nắp bịt cuộc đấy, để mình đưa vào Revit mình kiểm tra va chạm. Thì thông thường để mà xuất ra nắp bịt cuộc thì các bạn thường sẽ vào gì nhỉ? Vào add-in đúng không? Hoặc là vào đây. Đây. Đấy, nắp bịt cuộc 2020 đúng không? Các bạn sẽ mở cái view và xuất ra, mở view 3D mà các bạn muốn xuất ra nắp bịt cuộc thì các bạn sẽ xuất ra. Thì tôi đã có xuất ra rồi ha, xuất ra rồi. Giờ tôi xuất ra cái hàng tầng này. Rồi tôi kiểm tra va chạm thì tôi chỉ việc vào gì? Vào class detective để tạo ra một cái rule cho nó ha. Một cái rule để mình check va chạm đúng không? Đấy, thì các bạn sẽ là ví dụ đây tôi sẽ check va chạm giữa pi với pi đi ha, pi và pi thức tính với pi và pi thức tính ở trong trên mô hình này, trong cái view 3D này. Rồi thì tôi sẽ có được kết quả này ha, kết quả này. Thì nếu mà các bạn làm á, làm trên một cái trong cái workset của mình á, thì các bạn là có thể là tự làm và tự kiểm tra ở trong này bằng việc là chọn switch back ở đây ha, để mình check giữa hai bên. Tuy nhiên thì cái này thì các bạn phải tách cái này ra ha, sẽ có thứ nhất là có thể các bạn sẽ có hai cái màn hình đúng không, hai màn hình để mình chia đôi màn hình ra, mình vừa làm vừa kiểm tra ha, một bên là Revit một bên là Navi cuộc đó. Còn đối với một một màn hình thì mình sẽ rất là khó để mình kiểm tra đúng không, rất khó để mình kiểm tra. Rồi và cách thứ hai là các bạn sẽ gì, sẽ là thì những người mà chuyên làm coding đấy sẽ có một người check và yêu cầu các bạn xử lý cái gì thì mình sẽ sử dụng cái report ha. Khi mình check xong thì mình check những va chạm xong thì mình sẽ có được cái report này đó, và các bạn sẽ xuất ra một cái report ở trong này ha, xuất ra dưới dạng file là XML. Đấy, ví dụ tôi xuất ra một dưới dạng file XML thì khi các bạn mở lên một cái file này ha, thì các bạn sẽ mở lên đó và chúng ta sẽ là biết được những cái va chạm ở trong này. Thì các bạn sẽ kiểm tra cái va chạm đấy, thông thường các bạn sẽ dùng cái này, các bạn sẽ check bằng cái ID ha, cái ID. Đây, ví dụ tôi kiểm tra cái va chạm đầu tiên này ha, tôi Ctrl C được chưa? Rồi tôi vào Revit này ha. Rồi tôi sẽ gì vào manage đúng không, manage đây select 3 đi, tôi dán nó vào, ok rồi tôi bx đấy, thì cái vị trí va chạm thì nó sẽ nằm ở đây đúng không? Đó thì bạn sẽ tìm theo kiểu này, thông thường các bạn sẽ tìm theo kiểu này ha, và xử lý lần lượt từng cái một. Đấy, ví dụ như thế này, chỗ này va chạm đúng không, có ID này đó. Rồi các bạn sẽ vào manage select file đi, control về, ok rồi chọn set sandbox ha, hoặc là bx, lần tắt là bx. Đấy thì mình cũng có một cái va chạm ở đây ha. Đó thì rất là cái này cũng được ha, cũng khá là đơn giản. Rồi thì tiếp theo thì tôi sẽ cho các bạn một cái cách đó để mình làm việc hoàn toàn, cách hoàn toàn ở trên Revit luôn. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái add-in, đó là add-in gì? Add-in là Class Navigator. Đây, bạn vào Advanced Autodesk. Rồi,
cái class navigator hoặc là vào dưới cái phần mô tả tải về. Cái đây là edit free thôi ha, edit free để các bạn sử dụng. Thì edit này cho phép các bạn lấy cái file report ha, report để mình đưa vào, mình tạo cho nó một cái gì, một cái hộp thoại trực tiếp, một cái session box đó để mình điều khiển ở đây. Thì mình ở đây mình sẽ quản lý những cái va chạm trực tiếp ở trong Revit luôn đó, cho mình không cần phải là thêm một cái phần mềm thứ hai nữa ha. Rồi thì các bạn sẽ tải về và cài đặt ha, bấm cài đặt bình thường thôi. Rồi và đưa vào, khi vào Revit thì nó sẽ gì, nó sẽ hiện ra ở cái phần admin này. Đây có cái mục class navigator, các bạn bật lên. Thì ở đây thì các bạn sẽ phải gì, sẽ phải load cái report vào. Thì load ở đây thì các bạn sẽ load dưới dạng file XML ha, XML. File XML tôi sẽ là khi mà xuất ra ha, cái xuất này thì các bạn sẽ chọn ha, chọn cái report format là XML. Còn bình thường thì các bạn muốn xem trực tiếp ở trên web thì chọn HTML ha. Đó, xuất cho tôi file XML nhé, XML. Thì khi xuất ra thì mình sẽ có được một cái bảng, đó, một cái bảng tròn ở ngoài. Đây, một cái hộp ở ngoài này. Được chưa? Thì nó sẽ nằm ở dưới này. Đấy, đây, có một cái file ha, file XML. Thì các bạn sẽ vào Revit và import nó vào, load cái file XML nó vào. Đây, open nó vào. Đó, thì các bạn sẽ đẩy vào đây ha, để mình vừa làm vừa check. Đó, có thể các bạn sẽ tắt thằng này đi cũng được ha. Kiểm tra đây thôi, được chưa? Rồi thì check thế nào? Đầu tiên là mình sẽ kiểm tra cái va chạm đầu tiên đúng không? Tích vào. Đấy. Thì mình sẽ thấy được cái overview này ha, overview này. Kéo thằng này dài ra chút xíu ha. Kéo rộng ra xíu. Đó là overview cho bạn phần bên này luôn. Thì mình kiểm tra bằng cách chọn vào đây ha. Các bạn chọn vào đây, class box, thì nó sẽ tự động nó gì? Nó tạo ra cho bạn một cái section box cho cái gì? Cho cái vị trí va chạm đó luôn. Đó, và nó sẽ thể hiện lên cho bạn thấy được cái vị trí va chạm đó là thế nào. Đó, thì cách này rất là hay ha. Cách này rất là hay. Đây, bật lên ha. Và đây lên. Đấy, cách này rất là hay đây. Đó là thiền cái vùng này ha, vùng cái sân bóc này. Đó. Okay, ví dụ như cái này các bạn xử lý xong ha. Xử lý xong thì các bạn sẽ đưa nó về cái trạng thái của cái va chạm này là đã được giải quyết đúng không? Rồi, tiếp theo thì kiếm một cái va chạm khác. Đây, va chạm nào, ví dụ va chạm này. Rồi, tôi sẽ ý tìm đến đúng không? Tìm đến cái va chạm. Đó, thì các bạn chỉ cần chọn cái này, tự động nó sẽ là section box, tạo section box ở ngay cái vị trí đó luôn cho bạn, và nó sẽ là hiện lên cho bạn một cái biểu tượng đó, để thấy được cái va chạm ở đâu. Đó, thì sau khi xong thì các bạn có thể để về chế độ đã giải quyết hoặc là được review ha. Đó, rồi các bạn sẽ xử lý tiếp. Đó, thì mình cứ xử lý lần lượt cái va chạm ở trong Navi cuồng mà đang thuộc trạng thái nào thì ở đây thì nó cũng sẽ thuộc trạng thái đó ha. Va chạm mới hay là va chạm đã được review hay va chạm đó cần giải quyết hay va chạm đã được phê duyệt, thì mình sẽ là xem cái màu sắc ở đây và sẽ thấy được ha. Rồi sau cùng thì các bạn chỉ việc là xử lý thôi ha, xử lý và giải quyết lần lượt cái va chạm đó, thì cái mô hình của bạn sẽ ok đấy. Rồi thì đó là cái phần mềm ha, đó là cái add-in là class navigator. Thì các bạn sẽ tải cái add-in này và về và kết hợp với add-in hôm trước tôi đã hướng dẫn cho các bạn ha, để các bạn là vừa kiểm tra và vừa xử lý được cái va chạm đó ở trong Revit, thì mình không cần một cái phần mềm thứ ba nữa. Rồi ok, thì nếu thấy hay thì các bạn sẽ là để lại tôi một like cũng như một chia sẻ, và nếu tải về mà thấy hay thì cũng để lại cho tác giả một cái đánh giá 5 sao nhé, để mình cũng như là những cái góp ý của các bạn để sao, để gì, để cho là cái phần mềm hoặc là cái add-in này nó sẽ được cải thiện thêm được những cái gì đúng không. Đó, ví dụ như tôi sẽ đánh giá, ví dụ như cái này thì đang rất là trực quan đúng không, cho phép là mình xử lý ha, trực quan ở trên một cái phần mềm đơn giản hơn so với việc mình sử dụng hai cái phần mềm khác nhau. Tuy nhiên thì mình sau khi nếu mà ok thì nên có một cái phần xuất tài cái gì, cái bảng mà các bạn đã xử lý ha, một cái report mà các bạn đã xử lý, để mình có thể là gửi lại cho người coordination cái mô hình này. Đó, còn có bình thường thì chúng ta chỉ việc là xuất lại cái file network để coordinator sẽ kiểm tra thôi ha.
Đấy, thì đó là chỉ là một vài góp ý nhỏ nhỏ vậy thôi. Nhưng chúng thì anh free thì mình sẽ là chỉ việc là ok, vậy là ok rồi. Đấy, cũng không cần phải là quá nhiều kỹ năng để làm cho nó phức tạp hơn ha. Rồi ok, thì đó là một vài cái chia sẻ về cái admin free này. Thì đến thứ hai thì các bạn để lại tới một like cũng như là một chia sẻ kênh ha, để chúng tôi là có thêm động lực để làm tiếp những cái video tiếp theo về Rabbit cũng như về những phần mềm hỗ trợ trong Rabbit. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.